Tối ngày 3 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng lễ hội Việt Nam Nhật Bản đã trình diễn chương trình Dream Orchestra tại khán phòng chính của nhà hát Suntory Hall tại thủ đô Tokyo. Buổi trình diễn này năm nay nằm trong chuỗi công diễn tại 6 tỉnh thành phố của Nhật Bản từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 10, nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dàn nhạc giao hưởng lễ hội Việt Nam Nhật Bản được thành lập với 60 nghệ sĩ, trong đó một nửa là các nghệ sĩ Nhật Bản và một nửa là các nghệ sĩ Việt Nam. Với lần đầu tiên trong lịch sử có một nhạc trưởng người Việt Nam, ông Đồng Quang Vinh, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả Nhật Bản được thưởng thức sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam với dàn nhạc giao hưởng. Nhạc công đã cùng nhau thể hiện một cái phần biểu diễn rất là thành công. Chúng tôi rất là vui mừng và chúng tôi nghĩ rằng đây là bước đầu cũng như là sẽ có những cái chương trình tiếp tới trong tương lai và tạo ra những cái chương trình nghệ thuật vừa có chất lượng cao và vừa lan tỏa được của Việt Nam và Nhật Bản. Buổi công diễn ngày hôm nay là sự kiện giao lưu âm nhạc, cho thấy giao lưu trong lĩnh vực văn hóa cũng đang được thúc đẩy và ngày càng sâu sắc. Tôi cho rằng với sự giao lưu hợp tác sâu sắc và phong phú này, quan hệ hai nước đang trong giai đoạn chín muồi và vô cùng tốt đẹp. Với tôi, sau khi được thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sĩ hai nước, tôi tin rằng đây là một buổi công diễn vô cùng đặc sắc, hấp dẫn và thành công. Chương trình hòa nhạc ngày hôm nay là một trong những chương trình quan trọng để hợp tác văn hóa, để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam trong năm nay. Trong lịch trình công diễn tại Nhật Bản, dàn nhạc biểu diễn tại tỉnh Gunma, thủ đô Tokyo, tỉnh Iwate, tỉnh Fukushima, tỉnh Miyagi và cuối cùng là Đại Phật Điện của chùa Todaiji ở tỉnh Nara. Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo tại thủ đô Tokyo. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã giới thiệu về các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, trong đó đặc biệt là dàn nhạc giao hưởng lễ hội Việt-Nhật được thành lập và công diễn tại cả hai nước để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam-Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Fukuda bày tỏ mong muốn đóng góp hơn nữa cho hoạt động xúc tiến hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời chúc dàn nhạc giao hưởng lễ hội Việt-Nhật sẽ có một chuỗi công diễn thành công tại Nhật Bản. Vừa qua các quốc gia thành